Xin chào các bạn, trong video ngày hôm nay mình chia sẻ một số cái kỹ thuật in sticker mà phổ biến trên thị trường hiện nay. Những cái ưu và nhược điểm của mỗi loại thì nó sẽ khác nhau, cho nên là mình cần hiểu rõ để mình chọn những cái loại nào mà nó phù hợp với lại nhu cầu của mình. Cái kỹ thuật đầu tiên mình chia sẻ đó là kỹ thuật in nhanh kỹ thuật số. Thì đúng như tên gọi của nó, các bạn, đó là in nhanh, có nghĩa là cái tốc độ in rất là nhanh, chỉ cần bấm nút lệnh in thôi là nó sẽ ra một cái tờ in sticker cho mình luôn. Và cụ thể đây là dòng máy bên mình đang sử dụng, máy của Konica, và mã của nó là 3080B. Thì dòng này thì với cái tốc độ của nó rất là nhanh, một phút nó có thể in được 80 trang màu, size là A4. Bây giờ mình sẽ bấm cho máy nó in một trang giấy sticker để các bạn hình dung là cái tốc độ nó in nhanh như thế nào nha. Rồi. Đó, mình chỉ cần bấm start thôi thì bên tay phải của mình là giấy đầu vào và nó sẽ chạy rất nhanh ra bên trái. Đây. Đó, đây là một cái sticker bên mình in cho khách. Các bạn có thể thấy là tốc độ của máy in rất là nhanh rồi đúng không? Và cái tiếp theo mình chia sẻ là cái chi tiết nội dung trong cái bản in nè. Thì ở đây mình sẽ quay cận cảnh để các bạn dễ thấy nè. Các bạn thấy là màu sắc rất là nét nè, chi tiết nè, không có bị nhòe, không bị mờ, hay là màu không có bị lem nhem. Ở đây là những cái phông chữ rất là nhỏ luôn đó, thì độ nét cũng rất là cao, các bạn dễ hình dung hơn. Bây giờ mình sẽ cho máy chạy khoảng một phút để cho các bạn hình dung là tốc độ của máy chạy nhanh như thế nào nha. Rồi. Các bạn có thể thấy là về tốc độ vận hành của máy rất là nhanh, cho nên nó là nó sẽ tối ưu được cái chi phí mà vận hành trong một cái cùng khoảng thời gian làm việc. Thì cái số lượng mà sticker in ra rất là nhiều, và cái chi phí mặt in trên một bản in nó cũng hợp lý, cho nên đây là một trong những cái kỹ thuật in sticker mà có giá thành là hợp lý nhất hiện nay của mình đang cung cấp. Với cái kỹ thuật in này thì sẽ rất là nhiều cái ưu điểm như mình đã chia sẻ, nhưng mà bên cạnh đó thì chỉ còn một cái nhược điểm nhỏ với các bạn, đó là nó bị giới hạn cái khổ của vật tư vật liệu in, nó là trong cái phạm vi là 30 xăng, và chiều dài cũng được khoảng 120 xăng. Nó chỉ là một cái khuyết điểm nhỏ thôi. Đó, các bạn thấy là tốc độ rất là nhanh, thì trong vòng khoảng 5 phút thôi mình đã in hơn được một cái hơn 1.000 sticker này, thấy chưa? Rồi, và tiếp theo là hai cái kỹ thuật in sticker mà cũng là thông dụng và rất là đặc biệt, mình sẽ giới thiệu cho các bạn nha. Thì đây là dòng máy in khẩu lớn 1m6, bên mình có thể dùng in những cái sticker tem nhãn. Và bên đây là máy in khổ đến 3m2 đó, thì bên mình khổ 3m2 vẫn in được. Và kỹ thuật này là in UV, thì nó sẽ in được những cái ứng dụng sticker mà cao cấp hơn, như là in được những cái mực trắng, in được những cái đề can quảng cáo mà các bạn sử dụng cho ngoài trời mà cần cái độ bền cao về màu sắc cũng như là về chất lượng của bản in đó. Thì đây là những cái kỹ thuật mà bên mình đang sử dụng. Đây cũng là một cái dòng máy được ứng dụng để in những cái sticker nha các bạn. Đây là dòng máy in khổ lớn, nó in được tới khổ 1m6, và chiều dài của nó có thể in được lên đến 50m. Rồi, nhưng mà nó có những cái khuyết điểm nhỏ là các bạn thấy là cái máy hoạt động là nó sẽ chạy qua chạy lại, cho nên là tốc độ của bản in thì rất là chậm nha, tốc độ rất là chậm. Cái thứ hai nữa là những cái chi tiết mà các bạn cần in những cái sticker nhỏ nè, cần độ sắc nét và độ chi tiết cao á, thì dòng máy này nó sẽ không có đáp ứng được. Thì các bạn mà đa số các bạn sử dụng đặt hàng sticker bên ngoài á, thì khi mà các bạn nhận sticker nhỏ đi mà chi tiết không cao, thì đa số là họ sẽ dùng những cái dòng máy này để họ in cái sticker đó. Thì với dòng máy này á, là mục đích của nó là in được những cái hình ảnh khổ lớn các bạn, nhưng mà đôi khi những cái nhà in người ta sẽ không có những cái máy nhỏ, thì người ta sẽ tận dụng dòng máy này để in được những sticker luôn đó. Cho nên là về chất lượng thì các bạn không có được đòi hỏi như cái máy in nhanh lúc nãy mà mình cho các bạn coi đó. Về giá thành của cái kỹ thuật in này các bạn thì sẽ tính đơn vị theo là mét vuông, cho nên là tùy theo cái kích thước của sticker mà các bạn in ấn á, thì mình sẽ xếp vào cái phạm vi trên 1m2.
Thì nếu như cái sticker các bạn mà cái size nó càng nhỏ thì trên 1m² các bạn sẽ được cái số lượng mà nó càng nhiều đó. Thì còn nếu như size mà lớn thì dĩ nhiên là nó sẽ ít tại thôi, nó tương đồng thôi. Và tiếp theo mình sẽ cho các bạn xem một cái kỹ thuật in ấn hiện đại hàng đầu ở Nhật Bản mà bên mình đang ứng dụng in ấn hiện nay, đó chính là kỹ thuật in UV với dòng máy in của Mimaki Nhật Bản. Bên mình ứng dụng in ấn rất là nhiều những cái hiệu ứng tem nhãn rất là đặc biệt và sáng tạo, mà những cái dòng máy in thông thường chắc chắn là nó không thể nào mà nó làm được những cái hiệu ứng như vậy các bạn. Với dòng máy in này thì ưu điểm của nó là nó sẽ in được cái mực trắng nha các bạn. Mực trắng là một trong những cái hiệu ứng đặc biệt khi mà mình in trên cái vật liệu là nền trong suốt. Thì những cái máy in kỹ thuật lúc nãy mình giới thiệu thì nó sẽ không có in được cái dòng mực trắng. Cái thứ hai nữa là nó sẽ in được chế độ là nhiều lớp chồng lên nhau, có nghĩa là in ví dụ như là lớp màu, lớp màu trắng và lớp màu chồng lên đó, thì nó sẽ tạo ra được rất là nhiều cái hiệu ứng mình có thể ứng dụng trong in ấn tem nhãn hay là kể cả ứng dụng trong việc in ấn quảng cáo nội thất bên mình. Trước đó thì mình có làm cái video mà mình test ra khoảng 7 cái hiệu ứng khi mà mình in ấn tem nhãn bằng dòng máy in này đó, thì các bạn có thể theo dõi cái video này để xem rõ chi tiết hơn. Mình vừa chia sẻ với các bạn những cái kỹ thuật in ấn mà bên mình đang áp dụng để mà in ấn những cái sản phẩm cho khách hàng, từ cái việc là đơn giản thấp cấp cho đến những cái kỹ thuật in cao cấp và siêu cấp hơn nữa đó. Thì trong các vấn đề về kỹ thuật in ấn này các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ để lại comment cho mình, sẽ hỗ trợ và tư vấn giải đáp cho các bạn nha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, xin chào và hẹn gặp lại ở video sau.